À, kính thưa đại chúng, bước sang phần thứ hai là phần vấn đáp. À, trước khi chuyển sang phần vấn đáp, chúng con xin kính chuyển đến chư vị một tin vui vãng sanh nữa của Hương Linh Đặng Thị Nghĩa, pháp danh Diệu Ân. À, xin kính xin ban tổ chức chuyển đến camera. Dạ, gia đình cho hỏi là gia đình có muốn tự đọc lời tri ân không ạ? À? Thế hay là muốn MC đọc giúp? Nếu gia đình muốn đọc xin giơ tay lên. Dạ, vậy xin gia đình đọc Vỗ lời. tay trước đây. A-di-đà-phật. Bao nhiêu cuộc vận tranh khoe ra hết đi chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tri ân gia đình chúng con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức Đường Dung Thế Giới Hồ Niệm. Gia đình chúng con thành kính tri ân tới chư tôn thiền đức tăng ni, bởi quý thầy là ánh quang minh tiếp nối dòng huệ mạng của Phật, vì chúng sinh mà giảng nói pháp môn tịnh độ, cứu độ chúng sinh trong 9.000 năm mạt pháp. Gia đình chúng con thành kính tri ân tới lão cư sĩ Diệu Âm, lão cư sĩ bôn ba khắp chốn trần lao mà tu học pháp môn tịnh độ và đã được lão hòa thượng Tịnh Không chỉ điểm pháp hộ niệm, nên lão cư sĩ đã dày công nghiên cứu và đã để lại những thành quả hộ niệm người hữu duyên vãng sinh Tây phương cực lạc. Và chính nhờ có pháp hộ niệm mà các học trò của lão cư sĩ đã thực hành hướng dẫn cho mẹ của chúng con là Đặng Thị Nghĩa, pháp danh Diệu Ân, với lòng tin sâu chắc, nguyện thiết tha và niệm cho đến hơi thở cuối cùng. Và sau 12 giờ đồng hồ hộ niệm, mẹ của chúng con đã thành tựu vãng sinh Tây phương cực lạc, để lại thoại tướng vô cùng mềm mại, không chút sượng, da trắng, môi hồng, toàn thân mềm mại. Ôi, gia đình chúng con chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngoạn mục hay như vậy. Và cả gia đình chúng con đã bật khóc, nước mắt trào dâng trong lòng hoan hỷ. Nếu không nhờ có học trò ngoan, nghe lời, thật làm và hướng dẫn khai thị mộc mạc của đạo tràng Minh Thành Đan Phượng Hà Nội là chú Minh Thành và chị Dung và em Hoàng ở ban hộ niệm Liên Hoa thành phố Hải Dương và bà Sư và tất cả liên hữu đồng tu trên đường Zoom cùng ban tổ chức đường Zoom đạo tràng Minh Thành. Ngồi niệm Phật suốt đêm không quản ngại đêm khuya mất ngủ, dồn tâm dồn sức, khí thế mãnh liệt, tay nắm chặt cú, cổ vũ động viên hô hào sách tấn, thì làm sao có thể từ một người phàm phu trở về Tây phương cực lạc thành đạo vô thượng đây? Gia đình chúng con tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy, không hoài nghi, Tây phương cực lạc thế giới là có thật các bạn ơi. Đức A Di Đà là có thật các bạn nhé. Vậy chúng ta đừng hoài nghi, đừng nghi ngờ nữa nhé. Đời này chúng ta phải nhất định xác quyết một con đường, một mục tiêu, đó là thế giới Tây phương cực lạc thẳng tiến. Con xin chúc chư tôn thiền đức tăng ni hết báo thân này vãng sinh thượng phẩm. Con xin chúc lão cư sĩ Diệu Âm và ban tổ chức đường Dung thế hệ hộ niệm, thế giới hộ niệm và toàn thể đại chúng trên đường Dung và thế giới tất cả đều khi hết mãn báo thân này được vãng sinh Tây phương cực lạc. Gia đình chúng con xin hứa sẽ để lại thước video này làm gia phả cho con cháu đời đời kiếp kiếp noi theo. Con xin thành kính tri ân ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của ban hộ niệm và chúng con thành tâm chúc mừng gia đình, và chúng con cũng rất là tâm đắc câu nói của gia đình: đời này chỉ có một mục tiêu là thế giới Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.